tham dự trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi giới thiệu kính thưa toàn thể quý vị, tứ phương tám hội tụ phát sinh trường hạ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiến hữu Nguyễn Minh Đường và lực lượng sĩ quan Thủ Đức, chiến hữu Nguyễn Thành Sang và 18, chiến hữu Hoàng Trọng Đức và sư đoàn 18 bộ binh, chiến hữu Nguyễn Văn Dữ và đoàn công tác 75 Nha Trí Thuận, chiến hữu Nguyễn Tài Cơ, Hồ Kim Hải và hội ái hữu không quân Đức, có cựu đô đốc Trần Văn Trơn, cựu trung tướng Lâm Quang Thi, cựu thiếu tướng Võ Sinh, cựu thiếu tướng Lê Minh Đạo, cựu thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, cựu hải quan đại tá Trần Thanh Điền, cựu trung tá bác sĩ Trần Công Điền, cựu đại tá Nguyễn Đình Thanh, cựu đại tá Nguyễn Hồng Quyền, cựu trung tá Bùi Đức Hà, không phải bây giờ mặt nó không có gì đâu, không phải 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 gì đâu, ông Hồ Văn Tội, con nào con đường Việt Nam, ông Đồng Văn Cang, ông Trinh Nguyên Thi Văn Lập Việt, ông Nguyễn Trung Cao, Liên Hợp Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam, Thi Văn Mây Đoàn Ngạn. Chúng tôi thấy có sự tham dự của ban biên tập tuần báo Thành Phố San Jose, quê hương media, truyền hình và báo Cali Today, Việt Today TV, hệ thống tổng cho chúng tôi biết để chúng tôi xin mời được đi. Xin cảm ơn. We also would like to acknowledge the guests. Quý vị quan khách và các hội đoàn tham dự ngày hôm nay, trước hết chúng tôi nhận thấy có linh mục Nguyễn Đình Đề, ông Lê Ngọc Lan, hội trưởng Hội Thân Hữu Bình Thuận Bắc Cali. Cái chuyện nhiều trước toán quốc quân kỳ, trước đài tử sĩ trong khi hành lễ, xin cảm ơn. Lê lết kiếp sống tàn thế trên quê hương đỏ đầy, và sau cuộc chiến lại có hàng trăm ngàn người lính khác phải chịu đựng sự hành hạ đọa đầy cả về tinh thần lẫn thể xác trên 10 năm trong các nhà tù. Lòng hy sinh của cả của họ lấy đón hiệu kỳ đại diện các đơn vị, các quân binh chủng tham dự lễ kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Tất cả các quân nhân, khai quân hiệu. Những đứa thương thương trên chiến trường mà còn sắp xúc thương bệnh binh
và gia đình binh sĩ ở hậu phương, họ có mặt trên khắp vùng chiến thuật cùng các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trường Võ Khoa Thủ Đức. Trường Võ Khoa Thủ Đức, đoàn thanh niên con cháu Hồng Lạc xếp bút nghiêng lên đường theo tiếng gọi của non sông. Vì xâm lăng, họ không hề mặc cả khi tổ quốc lâm nguy, quyền mang lại thanh bình cho đất nước, phương châm tương lai tươi huy cùng với tổ quốc, danh dự tinh thần cả thắng tri thức, tổ quốc danh dự và trách nhiệm. Trường Hà Sĩ Quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trường Hà Sĩ Quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đào tạo hạ sĩ quan hiển dịch và trừ bị đa năng đa nhiệm phục vụ trong các quân binh chủng. Trường Hà Sĩ Quan đã đào tạo trên dưới 250,000 hạ sĩ quan cho quân lực. Đầu năm 1968, vì nhu cầu thi trường của trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức không đủ cơ sở huấn luyện, phải gửi khoa sinh sang huấn tụ tại trường Hà Sĩ Quan tháng Hung Tàn lấy chi nhân thay trường nào. Quân chủng không quân. Quân chủng không quân, những phi đoàn tiềm kích với hỏa lực phi pháo như sấm sét đổi trên đầu chặt đồng, dung chăn đơn vị tổng trừ bị và bộ binh chiến đấu với quân thù trên các mặt trận. Chiến sĩ không quân quả cảm, kinh nghiệm lé lách, lần đạn phòng không của rằng không quân Việt Nam đã đánh bại nhiều chiến hạm của hải quân Trung Cộng xâm lăng. Họ mang danh nhân thần Mũ Đỏ, xương máu của họ đã đổ lên khắp các chiến trường bởi lời rời Quảng Trị mùa hè đỏ lửa. Thủy quân lục chiến đã đánh tan 4 sư đoàn cộng quân, 3 lại bài phá bọc vây. Lực lượng đặc biệt là khắc cùng các binh chủng kẻ dù quân lục chiến bộ binh bàn trên khắp chiến trường từ địa đầu dòng 113 M48 và M1823 đại đội với quân số 310,000 chiến sĩ duy trì bảo vệ danh dự quân dân, gìn giữ đúng tác đánh thắng quân thù thì hậu phương cảnh sát quốc gia giữ vững an ninh. Ngoài trách nhiệm các tổ chức đảng công tình báo của cộng sản trong suốt cuộc chiến Việt Nam, thuật trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập năm 1964, chiến sĩ nhà kỹ thuật sẵn sàng hoàn sống để bảo quốc an dân. Cán bộ đứng lên chống tập đoàn cộng sản, đòi nhân quyền, tự do dân chủ, tự do cho đất nước. Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, những chiến sĩ anh hùng của quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa từng anh dũng chiến đấu với giặc cộng, họ đã để lại một phần thân thể của họ vì được khối đi thầm thầm với khối quốc quân kỳ không gì chưa. Oh, say can you see by the dawn's early
quân kỳ. Chính Việt Nam Cộng Hòa và 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã chiến đấu.
kim cương lưu vết dày sông viên mãn cưỡi đầu bước tiền ngang dặm bình nhìn gương kim liệt mấy vùng sát đất tuổi trẻ lên đường mỗi chí sao đầu danh xếp tròn đời trận bạc vì được do rong ruổi trừ ra bởi chính sâu pha diệt giặc quên sao được cánh trại vàng vần vũ trời nam chân mãnh hổ dung tinh đất bắc tây tiến trạm đáng bách tuổi bọn hung tàn đông bình võ định đã tô giết hoài đạp tặc đầu tết mậu thân chiến tranh lẫy lừng cuối hè đỏ lửa thinh vững như bản hạnh đời trần văn lý chiến lợi phẩm phẩm khốc đại bác mũi ngang đỉnh 1062 xác kẻ thù sinh bắc tử nam trần chất trương thiệt lẫn liệt bóng cánh hồn chú báo âm thầm bước vào thành một trăm họ yên giành lại của thành chút xíu nữa đi. Lễ chào quốc kỳ và lễ truy điệu chiến sĩ Trần Võ.